hội đồng bảo an liên hợp quốc thảo luận mở về tình hình trung đông trong bối cảnh có nhiều lo ngại về nguy cơ căng thẳng gia tăng trở lại tại nhiều nơi ở palestine tại cuộc họp của hội đồng bảo an liên hợp quốc nhiều nước thể hiện lập trường phản đối và kêu gọi chấm dứt các hoạt động của israel mở rộng các khu định cư tại bờ tây bao gồm đông jerusalem phá hủy tịch thu nhà cửa tài sản của người palestine một số nước nhắc lại lập trường phản đối hamas bắn rocket về phía israel trong thời gian xảy ra căng thẳng hội đồng bảo an nhấn mạnh điều cần thiết là phải bảo đảm thuận lợi cho các hoạt động nhân đạo và tái thiết gaza sau xung đột kêu gọi các nhà tài trợ tăng cường đóng góp cho ngân sách của cơ quan cứu trợ việc làm cho người tị nạn palestine của liên hợp quốc phát biểu tại cuộc họp đại sứ trưởng phái đoàn thường trực việt nam tại liên hợp quốc đặng đình quý cho rằng cần chấm dứt các hoạt động định cư bất hợp pháp tại bờ tây dừng việc phá hủy tài sản nhà cửa của người palestine và kêu gọi các bên có các biện pháp cần thiết để bảo vệ trẻ em trong xung đột Tổ chức Y tế Thế giới thông báo, cơ chế chia sẻ vaccine toàn cầu COVAX dự kiến sẽ tiếp nhận 250 triệu liều vaccine COVID-19 trong 6 đến 8 tuần tới. Cũng theo WHO, thì đây sẽ là nguồn bổ sung lớn cho cơ chế chia sẻ vaccine đến những nước nghèo hơn. Đến nay, cơ chế COVAX đã bàn giao 152 triệu liều vaccine cho 137 quốc gia và vùng lãnh thổ. Tuy nhiên, WHO tiếp tục bày tỏ thất vọng về tình trạng bất bình đẳng trong tiếp cận vaccine giữa các quốc gia giàu và nghèo, trong khi việc tăng độ bao phủ vaccine trên toàn cầu là một trong những tấm khiên tốt nhất giúp thế giới tránh được các biến thể mới. Anh cam kết đến tháng 6 năm sau sẽ chia sẻ 100 triệu liều vaccine thông qua COVAX. Ngoài ra, từ ngày 2 tháng 8 tới, Anh sẽ cho phép những người đã tiêm đầy đủ vaccine COVID-19 từ Mỹ và Liên minh châu Âu nhập cảnh nước này mà không cần cách ly. Hãng dược phẩm Pfizer của Mỹ công bố báo cáo cho biết liều thứ ba vaccine Pfizer-BioNTech ngừa COVID-19 có thể tăng cường mạnh mẽ khả năng của cơ thể để chống lại biến thể Delta. mức độ kháng thể chống lại biến thể Delta ở những người từ 18 đến 55 tuổi được tiêm liều vaccine tăng cường, tức là liều thứ ba, cao hơn 5 lần so với sau khi tiêm liều thứ hai. Trong số những người từ 65 đến 85 tuổi, dữ liệu của Pfizer cho thấy mức độ kháng thể chống lại biến thể Delta sau khi tiêm liều thứ ba của Pfizer và BioNTech cao hơn 11 lần so với sau khi tiêm liều thứ hai. Dữ liệu cũng cho thấy mức độ kháng thể cao hơn nhiều sau khi tiêm liều tăng cường so với liều thứ hai trong việc chống lại virus SARS-CoV-2 ban đầu và biến thể Beta được phát hiện lần đầu tiên ở Nam Phi. Pfizer hy vọng dữ liệu miễn dịch và an toàn vaccine ngừa COVID-19 có thể là căn cứ để giới chức cấp phép sử dụng khẩn cấp cho trẻ em từ 5 đến 11 tuổi vào cuối tháng 9 tới. Sinh viên quốc tế được khuyến nghị nhập cảnh Hàn Quốc sau tháng 10 do đây là thời điểm tỷ lệ tiêm chủng ở Hàn Quốc dự kiến là 70% hoặc là cao hơn. Hàn Quốc quy định du học sinh nước ngoài sẽ phải xét nghiệm COVID-19 bằng phương pháp PCR tổng cộng là 3 lần trước và sau khi nhập cảnh theo quy định các du học sinh sẽ được kiểm tra sức khỏe trước khi nhập cảnh nộp giấy xác nhận âm tính khi nhập cảnh cài đặt ứng dụng quản lý khi tự cách ly sau đó các du học sinh sẽ phải đến khu vực cách ly tại khu vực dành riêng cho sinh viên quốc tế tại sân bay sau khi nhập cảnh việc kiểm tra y tế chỉ được dỡ bỏ nếu kết quả của lần kiểm tra thứ ba là âm tính Tại phiên họp thường kỳ hàng tháng diễn ra trong các ngày 26 và 27 tháng 7, chính phủ Lào đã chỉ đạo Bộ Văn hóa, Thông tin và Du lịch phối hợp với các địa phương trên cả nước chuẩn bị cho việc mở cửa trở lại ngành du lịch theo điều kiện bình thường mới. Các ngành liên quan cũng cần chuẩn bị cho việc khai trương chính thức đường sắt Lào Trung vào tháng 12 tới nhờ thực hiện tốt công tác phòng chống dịch Covid-19, đến nay Lào đã kiểm soát được sự lây lan của dịch bệnh trong nước. Hiện tại Lào có khoảng 14% dân số được tiêm vaccine ngừa Covid-19 và dự kiến sẽ hoàn thành mục tiêu tiêm ít nhất cho 50% dân số vào cuối năm. Trong khi thủ đô viên trăn tâm dịch Covid-19 trong thời gian qua ở Lào đã trải qua 12 ngày liên tiếp không có ca nhiễm cộng đồng.